Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bạn gái Phùng Ngọc Huy chính thức bị điều tra về việc chiếm đoạt tài sản của Hoa hậu Thúy Anh. Sự việc ca sĩ đăng kim lừa đảo Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh 5.000 đô và Nguyễn Thị Tú Anh 2.000 đô được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ca sĩ đăng kim một mực chối cãi, dùng các kênh YouTube và báo lá cải để biện minh cho bản thân. Đăng kim nói rằng mình bị vu khống và không lừa đảo. Nhưng bất ngờ hơn khi Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh đã tung các bằng chứng rõ ràng, có động thái vạch mặt thẳng mặt, làm rõ trắng đen, chân tướng sự việc cho các fan hâm mộ biết rằng ca sĩ đăng kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có thật. Vào sáng ngày 27 tháng 4, Huỳnh Thúy Anh đã dùng biện pháp mạnh. Cô đã đến phòng cảnh sát hình sự thành phố Hồ Chí Minh để tố tụng hình sự. Hoa hậu chia sẻ cô đến tố cáo, mong muốn có thể lấy lại số tiền đã mất đi để từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Mọi sự việc sáng tỏ với các cơ quan chức năng khi Hoa hậu và Tú Anh đã trình bày toàn bộ quá trình bị đăng kim lừa gạt, những thủ đoạn cũng như cách thức làm việc của cô ca sĩ dởm này. Ngoài Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh và chị Tú Anh, còn có các nhân chứng cho sự việc đăng kim lừa đảo cũng đến phòng cảnh sát hình sự thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cung cấp thông tin địa chỉ tạm trú của đăng kim tại Việt Nam. Theo thông tin của một số nhân vật từng quen biết với ca sĩ hải ngoại đăng kim, cô có một gia cảnh rất phức tạp. Anh trai ruột ca sĩ là giang hồ, nhưng Huỳnh Thúy Anh nhất quyết không tiếp tay cho cái xấu, cái ác lên ngôi. Huỳnh Thúy Anh không chấp nhận điều đó nên đã phản kháng mạnh bằng cách đưa đơn tố cáo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết hành vi lừa đảo này. Hiện nay báo chí và cộng đồng mạng đang chờ quyết định xử phạt, xử lý hình sự đăng kim. Nhiều khán giả trước đây tỏ ra nghi ngờ trước sự việc Huỳnh Thúy Anh tố đăng kim lừa 5.000 đô này cũng đã tin tưởng. Nhiều người còn tỏ ra bức xúc trước sự trơ trẽn của đăng kim. Cũng có thêm nhiều nạn nhân chung tay ký giấy tố cáo đăng kim lừa đảo và trần bộ mặt thật và các chiêu trò lừa đảo của cô ca sĩ này. Hiện tại, Phòng Cảnh sát Hình sự thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ tố cáo đăng kim và chờ nữ ca sĩ về Việt Nam sẽ tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh và Nguyễn Thị Tú Anh cũng mong muốn pháp luật Việt Nam hãy mau chóng can thiệp và trừng phạt thích đáng những trường hợp như đăng kim. Huỳnh Thúy Anh hiện là doanh nhân thành đạt và khá kín tiếng về chuyện đời tư. Chia sẻ về việc tố cáo đăng kim, Thúy Anh cho biết cô không hề có ý định dựa vào chuyện này để PR bản thân hay trở nên nổi tiếng hơn. Bản thân Thúy Anh đã từng bị lừa và không muốn có thêm bất kỳ nạn nhân nào sập bẫy của đăng kim. Hành động của đăng kim là trái đạo đức, trái pháp luật và cần bị trừng trị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.